Tao thua là đi mạ mày, lấy hết lương của thằng kia, ok không? Được luôn. Ồ, ok nhá, đây, à, ra đây. 4-5 nhá, 4-5 nhá, cái pha này. Đi mạ phá luôn, 4-5 á. Đấy có đó đúng không? Phá là thắng rồi. Ừ thế. Phá là nhà của muốn một phát luôn không? Không, được rồi, ok, 4-5 nhá. Anh, mọi người biết rồi, anh em anh Long. Bé đây, anh em mình cũng làm cái như thế đi. Rồi, tao lẻ. Bỏ 1 luôn. Em đang nở 1.500.000 hết nè. À, thì tao coi như không chơi nhá. Ờ, tao lẻ. Đẩy rồi. Không đi về Missy Boy. Cả nè. Số gì ra cơ ra mà con mấy còn mấy gì ra. Con năm. Năm ngao. Lẹ. Lẹ nữa đúng không? Ừ. Mọi người có nói là cái gì thầy? Hai của ai đấy à? Ta. Nhận ta. Thầy nói số mấy thầy? Thầy vừa nói đăng. Còn đăng là con gì? Con năm. Năm năm anh. Ai à? Ở đây rồi, một đều, một đều. Ai phủ nano của em có tôi xe không phải lẻ tiếp. Bro. Từ, khoát. Ờ, rồi, lẻ, lẻ. Đi, đi, đây rồi. Từ nhá, 1, 3, 5. Có số 0 nhỉ, đéo có số 0 đâu đúng không? Không có số 0. 2, 4, 6, ờ vẫn thế, 50-50 đúng rồi, lẻ tiếp. Đây rồi! Gỡ rồi! Tít mạ với tiền về rồi! Chị Sa-la-la-la-la! Cái gì vậy? Sa-la-la in the morning! Chị giúp đi ấy, ghi hóa đơn cho anh ơi, anh hai rồi. Rồi ôi, tiền về! Hồi sinh rồi! Anh hồi sinh rồi các em ơi! Hồi sinh rồi! Xong mọi người xếp hàng nhận lương rồi! Ôi em rửa xe khách mà. Nhận lương. Anh đây em yêu. Sao vừa em gọi không em? À, lúc nãy bên anh đang họp căng quá em ạ. À. Sao đây? Thế anh có yêu em không? Yêu em 100% luôn. Thế anh gửi giải em 100.000 với. Ủa, tại sao? Vì nãy em gửi cho anh nhưng mà anh thuê bao, anh không thèm nghe máy em. Ok, gửi rồi thì thôi, anh nhận được rồi nha. Cảm ơn em, tí anh qua chơi nha. Anh ăn cái gì? Cho hẳn một... Mẹ ăn gì được nhỉ? Thì ăn cháy tỏi đi. Ờ, được, ok, thế nhá. Bà đi Tú ơi, 182, sếp ơi, mà cô phải ngại quá. Còn lương đéo đâu, xếp hàng làm cái đéo thì không biết xấu hổ à? Buồn cười thật. Bé bé thôi, đang ngủ. Ok, có thằng ngủ ké, cứ mồm ra to. 28 ạ. Ai bao nhiêu cơ? Gì đấy, đang ngủ, ai bốc còi đấy. Vừa ăn được bao nhiêu ấy? À, tớ ăn lương của thằng Hiếu. 28 ạ. Ngon. 28. Chị khóa xe, vừa đẹp ơi, cho xin chìa khóa xe. 136 chú ơi. Vừa đẹp ơi, cho xin chìa khóa xe. Chú đi ơi, đưa chìa khóa xe cho khách kìa. Ok sếp. Một sáu sáu anh ơi. Đây hổ. Một năm sáu sếp ơi. Ôi mẹ ơi. Cảm ơn sếp nha. Tạm đợi ba nè. Bao nhiêu nhỉ? Một năm sáu sếp ơi. À cơ mấy trăm nữa bạn ạ. Em cảm ơn sếp. Anh lên. 17S. Ít nhiều rồi đấy. 17S bạn ơi. Ôi tôi lấy cho Hiếu luôn, bạn ơi. Là sao? Thì tôi lấy cho Hiếu luôn đấy bạn. Chú Hánh à? Rồi nhá, cảm ơn bạn nhá. 230 luôn à? 14 ạ. Một bao nhiêu ở cơ? 114. À nhá. Yeah, không. Đấy. Không, được 100% lương Hiếu ạ. Để tao đưa lại mày 50% đúng chưa? Lần đầu tiên em được nhận tiền lương nhiều như thế. Ủa, mình được 100% hiểu ạ. Cả nhà đều vui, Cả nhà đều vui. Chưa cơ, chắc khoảng 2 tháng nữa mới trả được cơ. Ok. Được tiền nữa. Hứa không cờ bạc nữa. Để mình có mua xe chứ. Mới trả cho Tú rồi.